Thưa quý vị, nhằm đánh giá thực trạng phát thải trong lĩnh vực thương mại điện tử, xây dựng lộ trình giảm thiểu rác thải nhựa, hội thảo rác thải nhựa từ thương mại điện tử, thực trạng và giải pháp do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tổ chức đã diễn ra chiều nay tại thủ đô Hà Nội. Các diễn giả đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử đã đánh giá tình trạng phát thải ở Việt Nam, định hướng chính sách phát triển thương mại điện tử gắn với bảo vệ môi trường từ nay đến năm 2030, từ đó có những giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại điện tử theo hướng bền vững. Với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 20%, thương mại điện tử đang là một trong những trụ cột có đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh tế số Việt Nam. Trong bối cảnh tiêu dùng xanh trở thành xu hướng, thương mại điện tử cũng bắt buộc phải chuyển mình hướng tới nền thương mại điện tử xanh. Người dùng có xu hướng ngừng mua các sản phẩm, dịch vụ có tác động xấu tới môi trường và xã hội. Đó là lúc thương mại điện tử phải thay đổi. Không chỉ những gói hàng, mà ngay cả hành trình của nó từ người bán tới người mua cũng cần phải xanh hơn, bền vững hơn. Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thái Nguyên đạt 4.118 tỷ đồng, bằng 25,6% so với dự toán chính phủ giao và bằng 21,1% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Kết quả thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên gồm một số khoản thu nội địa đạt cao như doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 1.300 tỷ đồng, bằng 29,2% kế hoạch năm. Thu từ các khu vực dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 438 tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm. Thuế thu nhập cá nhân đạt 481 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch năm. Bên cạnh đó, một số khoản thu đạt thấp như thu tiền cấp quyền sử dụng đất được 472 tỷ đồng, bằng 9,3% kế hoạch năm. Thu tiền cho thuê đất được 146 tỷ đồng, bằng 11,3% kế hoạch năm. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gần 39 tỷ đồng, bằng 14% kế hoạch năm. Năm 2024, Thái Nguyên được Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước là 16.120 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 13.620 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 2.500 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 19.515 tỷ đồng. Thưa quý vị, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn vừa cho biết, tổng doanh thu trong quý I đạt hơn 17 tỷ đồng, cao nhất trong những năm gần đây. Từ đầu năm cho đến nay, lượng du khách mua vé tham quan khu đền tháp Mỹ Sơn tăng dần qua từng tháng, có thời điểm tăng đột biến, gây quá tải trong công tác phục vụ. Ngoài một số thị trường khách truyền thống như Hàn Quốc, châu Âu, Úc, gần đây xuất hiện thị trường khách mới đến từ các nước Malaysia, Indonesia, Singapore hay Ấn Độ. Những ngày đầu tháng 4 này, trung bình mỗi ngày khu đền tháp Mỹ Sơn đón khoảng 1.600 lượt khách đến tham quan. Riêng trong quý I năm nay, số lượng khách đến Mỹ Sơn lên đến 130.000 lượt, tăng hơn 50% so với cùng thời điểm năm 2023, tổng doanh thu hơn 17 tỷ đồng. Để phục vụ tốt nhất cho du khách, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn phải tăng suất diễn văn nghệ Chăm và nâng cấp dịch vụ trung chuyển khách. Du lịch Mỹ Sơn đang dần phục hồi. Bên cạnh các yếu tố khách quan như lượng khách quốc tế đã quay lại Việt Nam nhiều, thì việc đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các giá trị Mỹ Sơn bằng nhiều hình thức trực quan và online cũng góp phần lan tỏa hình ảnh di sản đến đông đảo du khách khắp các châu lục. Tính đến hết tháng 3 vừa qua, tỉnh Hải Dương có 399 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương vừa thông báo 399 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chậm đóng hơn 25,5 tỷ đồng. Các đơn vị này đã vi phạm về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, các đơn vị nên khẩn trương hoàn đóng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.